bà Nguyễn Phương Hằng tiếp tục bị tạm giam thêm 10 ngày. Ngày 26 tháng 4, Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục tạm giam bị can Nguyễn Phương Hằng, 52 tuổi, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đại Nam, Bình Dương thêm 10 ngày để hoàn tất các thủ tục tố tụng. Trước đó, Công an thành phố Hồ Chí Minh đã chuyển toàn bộ kết luận và hồ sơ vụ án sang Viện Kiểm sát Nhân dân cung cấp đề nghị truy tố bà Nguyễn Phương Hằng cùng 4 đồng phạm về tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân. Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã ra lệnh tạm giam 19 ngày đối với bà Phương Hằng kể từ ngày 7 tháng 4 đến ngày 25 tháng 4 để hoàn tất thủ tục truy tố. Sau đó, bà Hằng tiếp tục bị tạm giam thêm 10 ngày nữa, đến ngày 5 tháng 5. Bà Nguyễn Phương Hằng bị khởi tố và bị tạm giam từ ngày 24 tháng 3 năm 2022 đến nay, liên quan tới việc quyết định thời hạn trong giai đoạn truy tố được quy định tại Điều 240 Bộ Luật Tố Tụng Hình Sự năm 2015. Theo đó, trong thời hạn 20 ngày đối với tội phạm ít nghiêm trọng và tội phạm nghiêm trọng, kể từ ngày nhận hồ sơ vụ án và bản kết luận điều tra, viện kiểm sát phải ra một trong các quyết định: truy tố bị can trước tòa án, trả hồ sơ để yêu cầu điều tra bổ sung, đình chỉ hoặc tạm đình chỉ vụ án, đình chỉ hoặc tạm đình chỉ vụ án đối với bị can. Trường hợp cần thiết, viện trưởng viện kiểm sát có thể gia hạn thời hạn quyết định việc truy tố nhưng không quá 10 ngày đối với tội phạm ít nghiêm trọng và tội phạm nghiêm trọng, không quá 15 ngày đối với tội phạm rất nghiêm trọng. Không quá 30 ngày đối với tội phạm đặc biệt nghiêm trọng. Sau khi nhận hồ sơ vụ án và bản kết luận điều tra, viện kiểm sát có quyền quyết định áp dụng, thay đổi, hủy bỏ biện pháp ngăn chặn, biện pháp cưỡng chế theo quy định của bộ luật này. Theo hồ sơ vụ án, các bị can Nguyễn Phương Hằng, Nguyễn Thị Mai Nhi, Lê Thị Thu Hà, Huỳnh Công Tân và Đặng Anh Quân là người có đủ năng lực trách nhiệm hình sự, thực hiện hành vi phạm tội với lỗi cố ý. Hành vi của các bị can Nguyễn Phương Hằng, Nguyễn Thị Mai Nhi, 40 tuổi, Lê Thị Thu Hà 31 tuổi, Huỳnh Công Tân, 29 tuổi, cùng là nhân viên của bà Hằng và Đặng Anh Quân, tiến sĩ luật là nguy hiểm cho xã hội, đã xâm phạm quyền con người, quyền, lợi ích hợp pháp của công dân, gây ảnh hưởng xấu đến hàng. Linh trật tự an toàn xã hội, xâm phạm trật tự quản lý hành chính, cần phải được xử lý nghiêm minh trước pháp luật. Nhà chức trách xác định hành vi của bị can Nguyễn Phương Hằng và đồng phạm đã phạm tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân trong đó bị can nguyễn phương hằng đóng vai trò chủ mưu cầm đầu các bị can nguyễn thị mai nhi lê thị thu hà đặng anh quân có vai trò đồng phạm giúp sức cho nguyễn phương hằng thực hiện hành vi phạm tội các bị can phạm tội có tổ chức và phạm tội hai lần trở lên